cũng không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tiếp tục đề tuần sau. Các bệnh thoát hiện như ma quỷ, họ bắn tên rất giỏi, mũi tên có tẩm thuốc độc, người hoặc thú dữ mà trúng tên bị ngứa ngáy, da tím đen rồi chết. Trong trận đánh vào Nội Ung Châu, bị quân Triệu Đình mới kêu lên rằng: Stay.